Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử em là Phong đây Thì trong 7 giờ sáng ngày hôm nay chúng ta đã có một cú xả siêu kinh điển nha anh chị nha Và giá cả của chúng ta hiện tại đang nằm ở cái mức là khoảng 22 000 ba Tức là chúng ta đã rời gần một ca giá trong buổi sáng ngày hôm nay Vậy thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ cố gắng để cập nhật những cái chi tiết hơn về thị trường Để anh chị có thể là đảm bảo cái tính an toàn nhất khi mà anh chị đầu tư Ở trong cái giai đoạn mà nó đang biến động cực kỳ mạnh như thế này nha anh chị nhé Thì trước khi đi đến với những nội dung chính video ngày hôm hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị một tí về sàn giao dịch Bybit và đến thời điểm hiện tại mà anh chị vẫn chưa biết là chúng ta nên uh, có một cái sàn giao dịch một cái sản phẩm nào để chúng ta trade chúng ta đầu tư nó an toàn thì anh chị có thể là xem qua về Bybit thời điểm hiện tại họ đang có những cái mức thưởng nạp lên đến là 30.000 đô cho những user mới và anh chị có thể là đăng ký dưới đường dẫn của team để ủng hộ team ha, anh chị ha uh, và ở đây thì anh chị có, có những cái trải nghiệm khác như là chương trình VIP hoặc là copy trading để anh chị nào không có nhiều thời gian thì anh chị có thể là copy theo những cái chuyên gia dịch ở trên thị trường nha anh chị nhá. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề chính video ngày hôm nay. Ở góc nhìn ở trong ngày hôm qua thì em đã nói với anh chị rồi là chúng ta có rất 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 là nhiều những khu vực kháng cự ở trên và nếu mà chúng ta không có một volume nào tốt để phá vỡ ra những khu vực kháng cự này thì chứng tỏ là cái đà giảm của nó sẽ xảy ra anh chị ha. Và nhìn ở góc nhìn ở khung thời gian 4 giờ thì đến thời điểm hiện tại chúng ta đã phá vỡ ra EMA 200. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng có Uh, thông báo rằng là em có một cái lệnh sót thì uh, cái lệnh sót này thì anh em nào ở trong cái nhóm uh, trading tín hiệu miễn phí của team á thì đều có ha thì anh chị nào thích thì có thể là vào trong telegram và chúng ta đăng ký ở uh, form miễn phí luôn chỉ cần chơi dưới link của team thôi như là bay bích hay là binh ít gì đó thì anh chị cứ đăng ký xong chúng ta vào đây chúng ta chơi thì anh chị sẽ nhận được những cái tín hiệu miễn phí anh chị ha và đến thời điểm này cái việc mà chúng ta cần làm là gì? anh chị có nên lo hay không hay là anh chị có nên sót hay không thì cái này thì chúng ta cần phải xét ở những yếu tố khác đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng qua những chỉ báo đó là luster ogle ở khung thời gian 4 giờ thì thời điểm này là cũng gần cuối tuần rồi anh chị và anh chị thấy được là chúng ta sắp sửa đến khu vực quá mua vậy là chúng ta vẫn còn cái rum ha chúng ta còn một cái khoảng không nữa để cho giá cả có thể là rơi và chạm đến khu vực quá mua này và đến thời điểm này thì bây giờ em nói thiệt là anh chị muốn vào sót thì nên là trade ngắn thôi nha em nói thiệt là hãy chơi ngắn thôi bởi vì là cái lượng cái đà mỗi lần mà có một cái đà rơi mạnh xuống á quét thanh lý đi thì chúng ta sẽ có một cái cú bật nảy lại của thị trường khi mà thị trường nó hấp thụ những cái lệnh sót đó nha anh chị nhé và để mà chúng ta nhìn về những cái lệnh sót bị thanh lý thì nó đang diễn ra như thế nào thì anh chị thấy được là trong 24 giờ vừa qua thì theo cái dữ liệu ở trên Colas thì nó đã đem lại chúng ta con số là 242, gần 243 triệu đô bị thanh lý ở trên thị trường. Những cái lệnh long đó anh chị rất rất là nhiều luôn. Và riêng về Bitcoin thì sao? Bitcoin nó quét lệnh long cực kỳ căng nha anh chị nha, khoảng 71 triệu đô lệnh lon bị thanh lý này và anh chị thấy được là dòng tiền phái sinh cũng phản ánh rất là rõ khi mà nó đang ở cái mốc là 11,4 tỷ rồi ngay lập tức về 10,4 tỷ ha thì ở cái khu vực open interest này thì anh chị có thể là xem qua những cái dữ liệu quá khứ thì đến thời điểm này có vẻ như là chúng ta đang nằm ở khu vực hỗ trợ của dòng tiền phái sinh rồi cho nên là cái việc mà anh chị sót mà những cái đồng bẫy quá lớn hay là anh chị sót với cái target quá xa thì anh chị phải khoan và chậm lại một tí bởi vì là chúng ta đang đến ở cái khu vực hỗ trợ rồi thì đây là cái góc nhìn đầu tiên về open interest anh chị nha à, thì cái rủi ro khi mà anh chị sót với đồng bẫy lớn ở thời điểm hiện tại là rất mạo hiểm và cái thứ hai nữa nếu như anh chị nhìn ở khung thời gian là khung ngày cái đường EMA 200 anh chị lưu ý là cái đường EM200 cái đường màu vàng này nè thì đây là một khu vực hỗ trợ thì trong sáng nay thì nó cũng đã được đẩy lên một khúc rồi và trong lần trước đó cái khu vực mà chúng ta lon lên đó anh chị thì anh chị thấy được là nó cũng đỡ giá rất là đẹp ở đây và đó cũng là cái khu vực mà anh chị thấy được là giá cả có thể là nguội lại và có một cú nhảy hồi lên để nó hấp thụ những cái lệnh sót sau quá trình mà nó quét thanh lý những lệnh lo nha anh chị nhá cho nên là trong cuối tuần này cái khả năng mà nó phục hồi nhẹ lên là vẫn có cho nên là anh chị hãy hết sức cẩn thận đối với những anh chị nào mà không sót được ở những khu vực cao ở trên này thì anh chị phải khoan lại chững lại một tí ha để cho nó an toàn và để mà xác định thêm rõ hơn về khu vực hỗ trợ thì anh chị có thể là theo dõi ở đây về khung ngày khi mà cái cây nến ngày này nè anh chị nè nó chạm về EMA 200 nó vùng lên đúng không ạ thì chúng ta lại bắt đầu có một cú đẩy lên mạnh lên nữa và chứng tỏ là ở khu vực này là một khu vực uh, có tỷ lệ mua một cái tường mua khá là lớn ở trước đó thì em sẽ kể ở đây ha một cái đường line ở cây nến uh, ở cái cây nến Doji mà cái cây nến mà nó đảo chiều này cái nến ngày ha em sẽ để một cái đường line ở đây và nó sẽ được đặt tên là Daily Glow để chúng ta xác định hỗ trợ những khung thời gian ngắn hơn thì ở khung thời gian 4 giờ thì anh chị thấy được là đây sẽ là khu vực hỗ trợ quan trọng trước mắt khu vực 21.750 đô cho nên là trong thời gian tới ở trong cuối tuần này nếu như giá cả mà chạm đến khu vực này chúng ta sẽ quan sát hành vi giá trước nha anh chị chúng ta hãy quan sát hành vi giá và khi mà có tín hiệu là phục hồi lên thì anh chị có thể là canh để chơi ngắn những cái lệnh lon ở đây và anh chị nên lưu ý là chỉ tham khảo thôi không được xem là lời khuyên đầu tư nha bởi vì nó có rủi ro chứ không phải là không hãy xem thử là cái phản ứng giá ở đây nó có kích lên một cái volume nào tốt hơn hay không ở những cái khung thời gian bé như là một giờ ví dụ một giờ mà nó có một cái cái tín hiệu là ừ nó có một cái volume phục hồi nhẹ ở đây thì anh chị có thể là lon lên bởi vì sao bởi vì khi mà chúng ta phá xuống như thế này á thì anh chị thấy được là đường EMA này nó cần phải có một cái tín hiệu test lại trước khi trước khi nó tạo ra tiếp tục một cái đà rơi tiếp về cái cấu trúc sóng hay cấu trúc sống những ngày gần đây thì em đã nói rồi là nó đang thấp dần thấp dần và nếu như mà nó test lại và nó từ chối tiếp EMA 200 này thì cái đà rơi vẫn sẽ còn tiếp diễn ha, chị ha cho nên là chúng ta nên chơi ngắn ở thời điểm hiện tại thôi còn những anh chị nào đang shop ở khu vực khoảng 23, 24, 22, 25 ngàn á thì anh chị lưu ý là anh chị hãy giờ SL dương thì em cũng đã chốt một phần lời ra rồi ha em đã chốt một phần lời trong cái lệnh short của em ra rồi để đảm bảo cái tính lợi nhuận an toàn nhất bởi vì chúng ta chơi ở trong thị trường này là chúng ta phải sống với nó chúng ta phải chơi với nó một thời gian dài chứ không phải là chúng ta ăn một lệnh rồi chúng ta nghĩ cho nên là anh chị cần phải đảm bảo đầu tiên là cái khoản vốn của chúng ta nó được an toàn đã thứ hai là chúng ta phải kiếm được một ít lãi chúng ta cất đi đã còn cái phần còn lại chúng ta có thể là gồng với những cái mức TB nó xa hơn thì ở khung thời gian 4 giờ thì em đã chia sẻ hết những cái gì anh chị cần phải lưu ý về cái mốc hỗ trợ và cái mốc kháng cự ở thời điểm hiện tại rồi thì ở khung thời gian xa hơn ở khung ngày đi anh chị thấy được là đối với cluster gầu chỉ báo thân thuộc của cộng đồng của chúng ta thì anh chị thấy được là chúng ta vẫn còn đã rời tương tự với lại 4 giờ cho nên là cái việc mà chúng ta có cái kịch bản về sóng ABC mà em đã nhắc cho anh chị trong những ngày gần đây á những tồn gần đây luôn á thì anh chị thấy được là nó vẫn có khả năng để tiếp tục diễn ra ha và cái mốc hỗ trợ mà em tin rằng là nếu về đó thì cái khả năng mà chúng ta có sự phục hồi mạnh lên nó vẫn còn đó là khoảng khu vực khoảng 18 cho đến là 20.000 đô là cái khu vực em đang target đến nếu như mà cái đà này nó phá vỡ được cái EMA 200 ở khung ngày nha anh chị nha thì nó có thể là dẫn đến cái sóng bi này ở đây và tiếp tục cuộc hành trình đi lên những cái mốc mà anh chị đang target đang FOMO ngoài kia là 30.000 á thì rất là hy vọng nó sẽ dừng chân ở cái khu vực này và cũng như là có thể cho chúng ta thêm cái cơ hội để kiếm tiền bằng những cái lệnh lo hoặc là bằng những cái vị thế mua spot nha anh chị nhé và trong thời gian vừa qua thì em đã nói khá nhiều đến cái việc là chốt lời rồi khi mà rất là nhiều những cái đồng ancol nó đã ít 2, ít 3 và thậm chí là ít năm sáu có những cái đồng như vậy thì em cũng đã khuyên anh chị nếu lời thì chốt gốc ra hoặc là chốt hết ra tùy anh chị thì anh chị nào mà chốt ra rồi và cũng như là bây giờ vẫn còn dưới thì xin chúc mừng tất cả anh chị ha đó và ở khung ngày là như vậy Còn khung tuần nó có nhiều cái sự đặc biệt hơn Khung tuần của chúng ta thật sự là đến thời điểm này chúng ta cần phải xem xét ở trong ít nhất là 3 cây nến tuần tới Bởi vì sao anh chị? À, khi mà anh chị nhìn đến tuần ở đây thì anh chị thấy được là cái chị ba cluster orgel của chúng ta nó có thể là có một cái đà rơi sâu hơn nữa ha và nó sẽ có một khu vực hỗ trợ của cái đường giữa của Bollinger Band ở trong cái chị báo này Thì đây sẽ là cái tiếp điểm nếu như nó dần chân được ở sóng bi khoảng 18-20 ngàn đô và tạo ra một cái đà đẩy lên Thì sẽ rất là tốt nha chị nha, nó sẽ rướng thêm một nhịp nữa Thì đây là cái mà em đang kỳ vọng, đang hy vọng rằng nó sẽ dừng chân ở đó và nó không phá ra khỏi khu vực này bởi vì nếu như mà nó phá ra khỏi khu vực này thì anh chị xác định là nó có thể là rơi sâu 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 và sâu hơn nữa đó thì trước mắt là như vậy đã ở trong tương lai khi mà nó xảy ra những cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ bàn tiếp còn thời điểm hiện tại chúng ta chỉ bàn những cái trước mắt thôi ở khung thời gian tuần là như vậy thì em cập nhật nốt luôn cho anh chị cái cuối cùng đó là ở khung thời gian tháng trong ngày hôm qua thì em cũng có nói đến một cái mẫu hình nến em ít khi thật sự là em rất ít khi phân tích về mẫu hình nến thì anh chị thấy được là ở đây là cái chạc Big stem ha thì nó đóng một cây đôi di xanh nhưng mà ở chạc bay bit thì nó lại đóng một cây đôi di đỏ ở đây thì cái việc này cho thấy là thị trường nó đang có sự dằn co rất là mãnh liệt và mỗi lần mà xuất hiện cái cây nến tháng á mà nó là cây doji ở trong một cái đà phục hồi lên đó thì nó sẽ có thể tạo ra một cái đà điều chỉnh trước ha nó phải tạo ra cái đề điều chỉnh trước thì anh chị thấy được là đối với cluster orgo ở khung tháng cũng tương tự như vậy chúng ta cũng outrun ra khỏi bollinger band ở chỉ báo này đó chạm vào khu vực của Amo và có tín hiệu phục hồi ở trong cái thời gian đầu tháng 1 đến giờ nha anh chị nha chúng ta có tín hiệu phục hồi lên nhưng mà bây giờ nếu như cái nến tháng 3 này mà nó đóng như vậy thì thật sự là rất rất là khó chịu luôn anh chị ạ em rất là kỳ vọng là nó sẽ có một cái cú pull run nữa đi lên để chúng ta có thể là ừ, thấy thị trường nó thay đổi màu xanh rồi uh, những cái đồng anh con nó phục hồi anh chị kiếm lời đó vâng vâng thì em vẫn rất kỳ vọng là ở trong thời gian tới Khi mà cái sự điều chỉnh này xong rồi á Thì nó sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi lên khu vực quái mu Ở khung tháng nha anh chị nha Và cũng như là nó sẽ hoàn thành nốt cái sóng ABC này của chúng ta Trước khi có những diễn biến xấu hơn từ tháng 5 trở đi Và cái câu chuyện mà tháng 5 Tại sao em lại nói là tháng 5 Bởi vì anh chị biết là sell and may and go away Một cái câu nói là bán ở tháng 5 Và cũng như là đi ra khỏi thị trường đi Và sau đó quay lại sau á Thì anh chị biết là nó đã xảy ra ở những năm trước đó đó rồi và liệu lịch sử nó có lặp lại hay không và em tin rằng là năm nay nó có thể lặp lại nha chị nhà cho nên là chúng ta cứ phải chuẩn bị trước đến gần tháng năm chúng ta cash out ra ha cash out mọi mặt ra để cho nó an toàn trong cái túi tiền chúng ta đã. đó thì uh, trong thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những vấn đề đó Và uh, đến thời điểm hiện tại thì em cũng không có nhiều cái để cập nhật cho anh chị nhưng mà xin nhắc lại một lần nữa là nếu như thời điểm này mà anh chị chơi ngắn thì anh chị không nên sót quá nhiều và cũng không nên lo quá vội bởi vì là chúng ta còn một khu vực hỗ trợ daily low là ở khoảng 21.700 và đây nếu mà tính theo cái về hành vi giá thì ở đây nó cũng đã được đỡ giá ở trước đó ha đỡ giá đi lên khá là tốt ở quanh khu vực này daily low 21 750 đó thì uh, chúng ta hãy đợi cho nó nguội lại có phản ứng giá thì anh chị có thể lo ngắn lên ở trong thời gian Uh, cuối tuần này hoặc là đầu tuần tới để xem xét thử là cluster go á cái chị báo ở khung thời gian 4 giờ nó chạm quá mua và nó có tín hiệu phục hồi lên hay không thì nếu mà phục hồi lên được đây sẽ là tín hiệu rất là tốt để nó test lại cái đường kháng cự ở trên EMA 200 này một lần nữa và nếu nha chị nha nó từ chối thì đây sẽ là một cái đà rơi nói là sẽ đến những cái target mà chúng ta mong muốn trong thời gian tới thì rất là hy vọng qua video này anh chị có thêm nhiều cái tín hiệu nó tích cực hơn để chỉ chị có thể tham khảo cũng như là đưa ra quyết định đầu tư của mình nó sáng suốt hơn nha anh chị nhé và một lần nữa những nội dung của tụi em không được xem là lời khuyên đầu tư bởi vì em cũng đang phân tích kỹ thuật tất cả mọi thứ ở đây ở trên thị trường này khi mà trading đều là 50 50 cho nên là không có gì chắc chắn và chính xác 100% cả. Hãy tự đưa ra quyết định đầu tư của chính bản thân mình anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau